Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube CCTV Vlog kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV Mong rằng các bác thích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo Cảm ơn các bác rất là nhiều Trở lại video clip ngày hôm nay vào lúc 5 giờ sáng Vào lúc 5 giờ sáng thì tôi có đôi điều chia sẻ với các bác đó là một câu chuyện riêng tư, nhưng nó cũng liên quan đến công tác nội chính. À, có thể nói là như vậy. 5 giờ sáng là cái khoảng thời gian mà tôi rất thích tâm sự, chia sẻ với các bác những cái điều về cuộc sống. Thế thì đây cũng là cái câu chuyện riêng tư thôi. Nhưng mà để làm được nó cũng, tôi cho rằng là nó không phải dễ ở trong cái thời điểm hiện nay. Phạm đã là con người thì người ta luôn luôn có những cái nhu cầu uh, hoặc là thế nào đó, nó cũng hơi chán quá. Thế thì bà xã tôi thì cũng có một quãng thời gian khoảng tầm 14 năm làm học viện chính trị rồi. Thì uh, cũng đã lên tới học vị cao nhất là tiến sĩ. Thế thì vừa rồi ở Ban Tổ chức Trung ương á, thì có cái thông báo công khai, nghĩa là công khai trên báo chí, là sẽ tuyển dụng một số cái vị trí vào ban tổ chức trung ương và theo như lời bác hồ thì công tác xây dựng đảng thì có thể nói rằng là cái viện tôi là viện xây dựng đảng thì công tác xây dựng đảng là cái công tác tối quan trọng đó. mà tối quan trọng nó nằm ở đâu nó nằm ở công tác cán bộ và chính vì thế cho nên bà xã cũng có cái nguyện vọng rằng là thôi thì mình cứ thử nộp được. thử nộp hồ sơ được thì được mà trả được thì thôi à, mình cứ làm nếu mà không được thì mình cứ làm công tác nghiên cứu còn nếu mà được thì thì tốt là mình cũng sẽ tham gia trực tiếp vào cái công tác cán bộ ở cái cơ quan có thể nói rằng là à, cao nhất từ công tác cán bộ thế thì bà Giá cũng đã nộp vào đó và cái câu chuyện này à, không biết có được hay không nhưng mà cá nhân tôi với bà Giá đều biết rằng là và đều có thể suy nghĩ rằng là mình sống quá lâu mà thì khả năng nó cũng chỉ được khoảng nếu mà trúng tuyển được vào đó thì cũng chỉ được khoảng vài phần trăm vài phần trăm à, mặc dù nếu như mà xét về hồ sơ lý lịch cũng giống như là kinh nghiệm thì có thể nói rằng là hơn hầu hết nhiều người thế nhưng mà đó là chuyện của duyên số và nó không phải là cái câu chuyện mà tôi muốn kể xem rằng là có được hay không được và từ cái câu chuyện đó để mà tôi muốn kể với các bác rằng là có một vị thầy sau khi biết chuyện thì đã dặn vợ tôi câu như thế này thế thì bà xã hôm nay về thì có kể với tôi à, tôi xin phép giấu tên cái người thầy đó nhé à, anh là một người khá là tử tế thế thì à, vợ tôi gọi là thầy thì thầy vừa từ thành phố Hồ Chí Minh đang công tác ở đó và bay ra ngoài này và thấy vợ tôi trong phòng thì có vào để mà nói chuyện à, sau khi biết bà xã tôi là đã nộp cái hồ sơ vào bảo tổ trung ương thì thầy cũng động viên à, thầy có động viên rằng là hy vọng là sẽ được thế thì thầy có hỏi vợ tôi rằng là thế có tác động gì không thì có tác động gì không? Thế thì bà xã tôi mới bảo rằng là Không tác động à, Nếu năng lực em được vào Thì là vào Còn nếu Nhưng mà không được nhận Thì thôi Thì thầy có động viên rằng là Không sao cả Nếu như mà không được nhận Thì mình lại ở đây mình nghiên cứu Chả có vấn đề gì Thế thì Thầy có dặn như thế Và bảo rằng là Có thật là không tác động gì không? Thế thì vợ tôi có nói rằng là Không tác động kể cả về mặt tiền nong hay là về mặt gặp gỡ hay rằng là về mặt nhờ một mối quan hệ nào đó để mà tác động vào đấy thì không làm và thầy gật gù thầy bảo đúng nên làm như thế kể cả mình có được hay không nhưng mình nên làm như thế bởi vì khi mình tác động vào thì mình thật sự là mình đã vi phạm những cái điều rất nặng nề có thể là người khác không biết nhưng mình biết và làm được lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ n tức là khi mình mà dùng cái gì đó để tác động vào thì thì mình thì mình sẽ có những cái lần khác đó và thứ nữa thầy đều biết vợ chồng tôi mà cho nên nó nói câu rằng là kể cả như bọn em ấy là dùng cái tiền sạch nhất là cái tiền tiền kiếm được là cái tiền hoàn toàn sạch sẽ mà tiền hoàn toàn sạch sẽ thì tự dưng lại mang đi để mà nuôi thì không được nuôi người khác thì không được và bao giờ thì mới thu hồi lại được cái đồng tiền sạch sẽ đó và tự dưng lại thành ra một cái áp lực và mình sẽ phải là mình sẽ phải à, gọi là thì mình sẽ phải như kiểu là thành áp lực sẽ phải kiếm thêm để giống như kiểu rằng là đi kinh doanh thì nó không những là phải kiếm lại để cho hoàn vốn và thậm chí có lãi và thậm chí còn phải tích lũy để đầu tư lên tiếp nữa thì cái việc này nhà tôi là không làm thế cho nên là thầy giáo thầy của vợ tôi đã có nhắc như thế và khuyên rằng trong bất kỳ trường hợp nào không được phép làm như vậy đó bởi vì nó sẽ rất là nguy hiểm à, Phàm đã có lần đầu tiên Thì anh sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư Và từ đó nó trở thành một chuỗi các hành vi Và từ đó mình sẽ tự diễn biến, tự chuyển hóa Sẽ tự phản bội những cái điều mà mình Theo đuổi mà đi tưởng Thì như vậy là không được Nhưng dù sao Thì cũng có thể nói thế này nếu như mà được sang bên đó thì chắc chắn là thu nhập sẽ giảm ví dụ ở bên này thì ngoài cái tiền lương theo hệ số thì còn có những cái như là dạy tiền thừa giờ tiền đi dạy thì vân vân nọ kia thì nó cũng có được cái thu nhập à, khá là tốt còn bên kia thì sẽ không được cái đó bên kia thì sẽ không được cái đó à, tôi động viên rằng là thôi thì cứ ở đây ở nhà anh nuôi kiểu kiểu thế thế nhưng mà thật sự vị thầy tôi chia sẻ với các bác cái câu chuyện là vị thầy của của bà xã dặn dò như vậy để chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn có những cán bộ tốt có những người tốt và có thể họ không lên cao có thể là họ không ở nói đâu kia vân vân thế nhưng mà họ vẫn có được cái sự tử tế và đặc biệt ngay cả những cái người không tử tế đi chăng nữa thì khi họ nhìn thấy những cái hành động và cái điều không vi phạm của mình thì họ ít nhất à, tôi tin rằng trong tâm khảm của họ à, cũng có một cái sự nể trọng công tác cán bộ chúng ta cũng phải nhìn vào cái việc mà chạy chức chạy quyền chạy vị trí à, không phải mình không có mình hoàn toàn có thể nhờ rằng là à, anh này anh nọ kia gọi một cuộc điện thoại hoặc là mình uh, sau khi mà biết được những cái vị quyết định thì mình hoàn toàn có thông tin mà, nghề tôi là kiếm được thông tin thì mình có thể là mình đến nhà mình tác động hoặc thông qua một vài người quen dẫn tới thì bao giờ nó cũng dễ dàng hơn trong cái cuộc sống nhưng nếu làm như vậy thì mình đã phạm vào một cái mà giống như đạo Phật chúng tôi gọi là ăn cắp ăn trộm và nếu bản thân mình không xứng đáng mình nhờ những cái điều đó mà được chọn lựa, mà được vào. Thì như vậy mình có phải là mình đi ăn cắp một cái vị trí mà mình không xứng đáng để ngồi. Bởi vì khi mình làm như vậy mà mình không xứng đáng để ngồi, mà mình lại ngồi vào đó. Thì chứng tỏ rằng là có một ai đó xứng đáng hơn đã bị loại. Đúng không? Ai đó đã xứng đáng hơn đã bị loại. Và mình cũng nghĩ thế này tôi có động viên vào sáng ý thế này kể cả trong cái trường hợp mà người khác không xứng đáng nhưng mà người ta được chọn thì thôi mình cũng hoan hỷ chúc phúc cho họ có thể rằng là kiếp nào đó họ tốt đẹp cho nên là kiếp này là họ cũng được hưởng cái phước nào đấy còn họ gieo cái nhân nào thì đương nhiên họ sẽ gặt cái quả đó họ ngồi ở vị trí này là nhờ cái phước cũ nhưng bằng cái cách mà vào và vào để cướp cái vị trí của người khác thì họ cũng sẽ phải chịu những cái nhân tiếp theo thôi nhưng những cái quả tiếp theo thôi bởi vì nhân quả mà đó nó trùng trùng tiếp nối không biết lúc nào mà dừng đâu cho nên là kể cả mình có mình cứ cứ hoan hỉ mình mình cảm ơn mình chúc phúc còn cái việc này thì được hay không được thì thật sự là cũng không quá quan trọng à, duyên nghiệp nó đến thì mình cứ nộp mình cứ làm nhưng được hay không thì nó lại là cái chuyện khác giống như cái hạnh nguyện của sư minh tuệ là cái hạnh nguyện được đi khất thực gieo duyên suốt cuộc đời tức là chúng ta gọi là đi bộ suốt đời đến tận lúc chết thế nhưng mà được hay không thì nó còn tùy hoàn cảnh nữa và hoàn cảnh nào đến thì mình cũng rất là chấp nhận à, thực sự cái sự xuất hiện của sư minh tuệ nó sẽ cho chúng ta nhiều cái bài học trong cuộc sống và chúng ta sẽ an lạc dù bất cứ một cái tình huống nào xảy ra À, ta không buồn khổ khi mà cái kỳ vọng của ta là không được và ta cũng không quá vui mừng khi những gì ta làm là đạt được tức là nó sẽ chạ ở trong một cái trạng thái nó là cái trạng thái nó rất là bình an à, rất là bình an giống như kiểu sư minh tuệ nói rằng là kể cả được nhiều người tán thán thì mình cũng không vì thế mà ưa thích hay là vì nhiều người xua đuổi đánh đập thì mình cũng không vì thế mà buồn khổ đó à. Thì đây là cái câu chuyện tôi chia sẻ với các bác để các bác thấy rằng là cái giá trị mà mình học được trải qua từng bước từng bước. Rồi để các bác thấy rằng là cái lời của người thầy khi nói với vợ tôi ấy, thì các bác thấy rằng là trong xã hội và ngay cả trong đảng thì vẫn còn rất nhiều những người cộng sản chân chính. Rất nhiều người cộng sản chân chính. Và chúng ta có cái niềm tin và tương lai bởi vì tôi tin một ngày nào đó thì những người cộng sản chân chính họ sẽ chiếm số đông và họ sẽ nắm được cái thực quyền và từ đó quyền lợi của người dân đã sẽ được đảm bảo đó đôi điều chia sẻ với các bác mọi người vào buổi sáng thôi câu chuyện thì nó cũng linh ta linh tinh thì hy vọng là các bác không chán đã. cảm ơn các bác rất là nhiều nha chúc các bác một ngày tốt lành